Hi, chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh làm vườn S Garden. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một số loại hoa. Có lẽ là cũng trong số ít những người xem kênh làm vườn S Garden biết về các loại hoa này. Trước tiên xin mời các bạn ngắm cây hoa ngọc nữ. Những người con gái đẹp thường được người ta ví là xinh như tiên nữ, xinh như ngọc nữ. Vậy mà có một loại hoa mang tên là ngọc nữ, chứng tỏ loài hoa này rất là đẹp. Quả thật như vậy, hoa ngọc nữ không chỉ ấn tượng mà còn có vẻ đẹp lộng lẫy, thuần khiết. Hiện nay cây được khá nhiều người yêu thích, được trồng nhiều để trang trí, làm đẹp cảnh quan. Ngọc nữ là loài hoa thuộc dạng dây leo, màu sắc hoa rất đẹp. Cây cho hoa nở gần như quanh năm, cây leo cao, có cây lên đến gần 2-5 mét. Cành non có 4 cạnh và phủ lớp lông tơ mịn. Cành dài mềm, vươn cao, lá nguyên mọc đối xứng nhau, có hình trứng rộng. Gốc lá hình tim hay thuôn đầu nhọn, mặt trên phủ lông mịn. Hoa ngọc nữ được hợp lại với nhau thành sim ở những nách lá, phía ngay đầu cành. Gốc mỗi bông hoa có những lá bắc, nhiều người thường nhầm tưởng đó là hoa của ngọc nữ, nhưng không hẳn, nhưng không phải nhé. Lá bắc có màu trắng, có lông, cánh khá dài và phồng lên dạng màng, còn phía gốc lại hợp với nhau thành những ống ngắn. Còn hoa ngọc nữ thì có màu đỏ thắm ở giữa những cánh hoa, chia làm 5 thùy hình trái xoan và có đến 4 chiếc nhị thò hẳn ra ngoài. Hoa ngọc nữ có hình dáng lạ mắt, cây lại thuộc dạng thân leo, tốc độ phát triển nhanh nên hiện nay cây được trồng khá phổ biến ở sân vườn, ban công, hàng rào, tường leo, công viên, nhà hàng, khách sạn để trang trí tô điểm cảnh quan xung quanh. Không chỉ thế, nó còn giúp cho môi trường thêm trong lành, mát mẻ, bầu không khí thoáng đãng hơn rất nhiều. Những người đầu óc căng thẳng nếu được ngắm nhìn cả dàn hoa ngọc nữ sẽ cảm thấy thư thái, thoải mái, đầu óc thư giãn hơn rất nhiều. Về cách trồng và chăm sóc cây hoa ngọc nữ, cây hoa ngọc nữ được nhân giống bằng cách dâm cành, nên chọn những cành cây không quá già cũng không quá non, tức là cành bánh tẻ. Cành càng mập mạp, nếu cành ngọc nữ đang ra hoa thì phải cắt tốt nhé. Tiếp theo, mình xin giới thiệu với các bạn một loại cây nữa. Cây này có tên là cây én bạc.
Cây én bạc là loại cây cảnh đẹp, có cái tên khá lạ. Và chính vì vậy, nó càng khơi gợi sự tò mò cho người chơi. Cây đem lại sắc đẹp cho không gian. Cây có thể trồng thành từng cụm hoa hay trồng trong chậu đều rất đẹp. Cây én bạc thuộc cây thân gỗ nhỏ, vỏ có màu xám, cây thường mọc thành bụi, phân nhánh từ gốc. Những cành non thường có lông. Lá cây có màu xanh, hình bầu dục, thuôn dài nhọn ở phần đầu và tròn ở phần cuống lá. Lá có chiều dài khoảng từ 8 đến 15cm và rộng khoảng từ 3 đến 5cm. Lá cây mỏng và dai. Hoa thường mọc thành cụm và mọc ở đầu cành. Hoa có màu vàng, 5 cánh lá. Trong số đó có một cánh phát triển thành bản khá lớn, có màu trắng và cuống dài. Chính vì điều đó mà nhiều người thường lầm tưởng rằng cây có hoa màu trắng, hoa én bạc màu vàng nhỏ xinh. Nếu nhìn ở những lá màu trắng đó thì những bông hoa màu vàng như những cánh bướm nhỏ xinh chao đảo trong không trung thật đẹp mắt. Khi hoa tàn, cây ra quả. Quả én bạc khá mọng, có chiều dài từ 6 đến 9mm, màu đen, có gân dọc trên quả, vỏ khá nhẵn, bên trong chứa nhiều hạt nhỏ màu đen. Cây có độ phát triển khá nhanh, cây ưa ánh sáng và chịu được điều kiện thời tiết khô nóng. Tác dụng của cây én bạc, hiện nay cây được khá nhiều người yêu thích và được trồng khá phổ biến. Cây được trồng chủ yếu ở sân vườn, vỉa hè, đường phố, công viên hay trong chậu cảnh, trong nhà để làm trang trí, làm đẹp cảnh quan, đồng thời nó còn giúp hút khí độc, nhà khí oxy nữa. Trong đông y, cây én bạc còn được sử dụng như một cây thuốc. Nó có tính mát, vị ngọt, được sử dụng nhiều để chữa thanh nhiệt, giải biểu, tiêu viêm, giảm đau. Bên cạnh đó nó còn chữa được say nắng, cảm mạo, chữa phong thấp. Về cách trồng và chăm sóc cây én bạc. Cây én bạc được trồng để trang trí bên ngoài hay những nơi công cộng. Vì thế nó rất dễ trồng và dễ chăm sóc. Cây én bạc được trồng bằng hạt. Bạn nên chuẩn bị đất tơi xốp, đủ chất dinh dưỡng. Đồng thời nó cũng cần phải thoát nước tốt, như vậy cây mới không bị ngập úng sau mỗi trận mưa. Cây ưa ánh sáng, chính vì thế phải trồng cây ở nơi đủ ánh sáng. Nếu trồng trong bóng râm, lá đài sẽ nhợt nhạt và màu trắng tinh khôi sẽ không được nổi bật. Cây có thể sống được trong điều kiện thời tiết khô, ít nước. Vì thế không nên tưới nước quá nhiều cho cây, chỉ nên tưới nước một lượng nước vừa đủ để cho cây có thể đủ nước trao đổi chất dinh dưỡng nuôi cây. Nếu bạn tưới quá nhiều, cây sẽ nhanh chết. Một điều quan trọng nữa bạn cần lưu ý đó là phải nhớ, nếu thấy cây có dấu hiệu nhợt nhạt, lá héo hay bị thối cành, cần phải xử lý ngay. Ngắt cành hay trồng tách riêng ra vị trí khác. Cắt cành xong bạn nên bón phân cho cây để cây phát triển trở lại. Rồi, xin được cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn đang xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh. Các bạn đừng quên like, chia sẻ và bình luận để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt.